tầm quan hơn về các kỹ thuật và điểm qua một số các bệnh lý như một số kỹ thuật cục mới, từ bây giờ mình đang có cái gì đối với cả trong chẩn đoán các bệnh lý ở trong năm rồi. Chúng ta biết là cổng từ là một cái ứng dụng trong trong lâm sàng có từ đầu thập kỷ 80. Thế gọi bắt đầu đấy là bản nhân các kỹ thuật bắt nguồn từ các nhân hero, đúng không? Thì cho đến bây giờ có rất nhiều tiến bộ và ứng dụng mới, đó là tạo nên một bước đột phá trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Đối với sọ não thì sọ não cùng với cột sống cùng với xương khớp là những cái bộ phận mà được chỉ định dùng nhiều nhất trong lâm sàng hiện nay. Giới thiệu về cổng từ, cổng từ là một phương pháp cho ảnh dưới dạng các lớp cắt và có thể cắt theo bất kỳ một phần nào, có thể cắt theo một phần ASEAN, một phần SAICAN, một phần CONAN, hoặc thậm chí là trong số trường đặc biệt mình có thể cắt theo những mặt phẳng sai ra oblic, cona oblic, cho nên mặt phẳng chết thì theo bộ phận, thì theo thăm khám thì nó là một cái thăm khám cho sự tương phản khác nhau giữa cấu trúc trên cùng một lớp cắt, đặc biệt ưu thế trong thăm khám phần mềm, thăm khám phần mềm và nhất là hệ thần kinh trung ương. Đối với thần kinh trung ương á, sọ não sống trên mức 1.2 là ngoài thăm khám nói chung, tức là chỉ một đường. Là một phương pháp thăm khám không tiến sĩ thế thì sao sử dụng proton nguyên tử hydro và có rất nhiều tự nhiên trong tự nhiên ấy, trong vũ trụ ấy, có 99% là hydro, thế là trong cơ thể người thì 72% cơ thể người là nước, cũng là rất nhiều trong cơ thể người. Thế ngoài ra nó còn có nhau trong gốc tự do, gốc CH, gốc OH, vân vân ở trong cơ thể người. Thì cộng từ thực hiện thăm khám là gì ấy? Là qua bước thứ nhất là kích thích bể sóng RF, tức là nhân đặt trong một môi trường từ trường, sau đó thì cơ thể phản ứng lại bằng việc gửi lại tín hiệu RF và có một bộ phận thu lại bởi một anten và xử lý bởi hệ thống kỹ thuật. Đây là sơ qua một hệ thống cổng từ, đây là một hệ thống cổng từ 1.5 tesla, chúng ta bao gồm có cái khối 500 đây ạ, và đây là cái bàn nằm của bệnh nhân và các hệ thống coi. Đối với cả chụp cổng từ sọ não ấy, thì về mặt kỹ thuật thì chúng ta phải qua các bước chuẩn bị. Bước chuẩn bị của cộng từ sọ não nó giống như là chụp các cộng từ các bộ phận khác, đó là gì ạ? Chúng ta phải kiểm tra kỹ bệnh nhân là không có những cái vật liệu kim loại trong cơ thể, đặc biệt là những cái vật liệu tạo nhịp tim hoặc là các stem, các vật liệu kim loại trong trường tuyệt đối. Ngoài ra những cái mà vật liệu bệnh nhân mang theo từ chìa khóa, đồng hồ, điện thoại vân vân, chúng ta phải loại bỏ khỏi cơ thể trước khi thăm khám. Và gì ạ? Đối với bệnh nhân mà có chỉ chụp tiêm thuốc đối quang thử thì cũng phải xem cái chức năng thận, đặc biệt là chức năng thận trước khi chụp. Và giải thích chấn an bệnh nhân, đây là cái tư thế đặt bệnh nhân trong chụp cộng từ sọ não. Chúng ta sẽ đặt bệnh nhân vào trong từ trường, đây là cái coi sọ để đeo tai nghe cho bệnh nhân, có thể dùng một số các bộ phận đệm nữa để giữ cho bệnh đầu bệnh nhân cố định, đúng không ạ? Và giải thích cho bệnh nhân là cố gắng là giữ yên trong máy khoảng bao nhiêu phút đó tùy thăm khám. Tia chuẩn trực ấy, tia khu trú ấy, là chúng ta lấy vào vị trí ở cuối của gốc mũi giữa hai trán. Về kỹ thuật chụp cộng từ sọ não ấy, thì về các lớp cắt bao giờ chúng ta sẽ bắt đầu ở các lớp định vị, lớp định vị localizer, và định vị là bao giờ cũng automatic theo ba mặt phẳng, đúng không ạ? Theo ba mặt phẳng, đối với bộ phận nào cũng thế. Đối với sọ não thì cái chuyện xung mà mình nói ấy, thường là chuyện xung T1, có thể dùng xung T2, nhưng mà các cái xung này phải đảm bảo là gì ạ? Đảm bảo là thời gian thăm khám rất là ngắn, thường là dưới 25 giây, là cho chúng ta ba mặt phẳng thông tin về cả ba mặt phẳng, có thể dùng xung T2 nhanh cũng được. Đối với sọ não mình có thể dùng T1, và sau đó là gì? Chúng ta dựa trên các cái mặt phẳng định vị này, chúng ta tiếp tục đặt các lớp cắt theo mặt phẳng ASEAN, phẳng Corona, phẳng Saita. Thì việc đặt các lớp cắt như thế nào, sau đây tôi sẽ xin phép trình bày tùy các chỉ định và các thăm khám cụ thể. Ví dụ đối với một thăm khám sọ não thông thường để đặt lớp cắt theo mặt phẳng trục, tức là mặt phẳng ASEAN, thì chúng ta đặt như thế nào, đúng không? Cái này cái quan trọng, mặc dù nó là kiến thức cơ bản thôi, đối với những người đã làm rồi thì nó mang tính chất nhắc lại cho mình khỏi quên. Thì đặt mặt phẳng ASEAN ấy, thì cái mặt phẳng có giá trị nhất, quan trọng nhất ấy, chúng ta dựa vào các mặt phẳng SAITA. Bao giờ chúng ta có ba cái mặt phẳng định vị, đúng không ạ? SAITAN, CONAN và ASEAN, tùy vào loại lớp cắt mà mình sẽ lấy một cái mặt phẳng ở đó làm chuẩn, là quan trọng nhất, và mình sẽ tiến hành các lớp cắt sao cho đúng. Thì trên mặt phẳng SAITAN ấy, chúng ta sẽ đặt các lớp cắt là gì ạ? Nó sẽ tiếp tuyến với bờ dưới của gối thể chai và lồi thể chai, đó là mặt phẳng tham khảo.
tất cả lớp cát sẽ theo đi theo đường đó. Trên Conan chúng ta sẽ kiểm tra lại, chúng ta đặt trên Conan sao cho nó phù hợp, bởi vì đầu nhân có thể nghiêng trái nghiêng phải, thì chúng ta đặt là gì ạ? Mặt phẳng chuẩn trên Conan chúng ta dựa vào là nó phải vuông góc với thân não, trục của thân não hoặc là não thất bại. Còn trên ASEAN thì không có giá trị nhiều, chủ yếu chúng ta làm sao để bao phủ hết tổng bộ não không trên ASEAN. Đấy là các cái cách đặt lớp cắt ASEAN. Đối với phẳng Conan thì sao? Là phẳng Conan thì chúng ta dựa trên mặt phẳng chuẩn là sai tan, tức là các lớp cắt này phải song song với thân não, và có thân não đi ạ, đúng không? Hành não, cầu não, cuống não, đây là cái thân não, thì các mặt phẳng này phải song song với thân não, các lớp cắt phải song song với thân não. Sau đó kiểm tra lại trên hai mặt phẳng khác ấy, thì cái mặt phẳng Conan chủ yếu là gì? Giúp ta bao phủ hết toàn bộ nhung não, tránh bị sót ra bên ngoài. Còn cái mặt phẳng thứ hai quan trọng đó là gì? ASEAN. Thì các lớp cắt nó phải vuông góc với cả đường giữa, góc đường giữa. Đây là cách đây là cách đặt mặt phẳng Conan. Đối với mặt phẳng cái dọc xoay tan thì mặt phẳng tham khảo á lại là mặt phẳng trục, tức là mặt phẳng ASEAN là mặt phẳng quan trọng nhất. Thì các lớp cắt này phải song song với đường giữa, song song với đường giữa. Trên Conan cũng thế, trên Conan cũng phải song song với đường giữa, song song với thân não. Và trên sai tan thì đảm bảo bao phủ toàn bộ nhung não là được. Một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như là trong thăm khám động kinh, trong khám động kinh thì chúng ta có một mặt phẳng Conan, hai mặt phẳng Conan check, Conan oblique. Thì cách đặt mặt phẳng này như thế nào? Đặt mặt phẳng này chúng ta phải dựa trên các lớp cắt sai tan, và thông thường là mình có thể sai tan trên một hoặc trên hai trước được. Chúng sai tan xong xác định là vị trí của cái hồi hải mã, vị trí của hồi hải mã, và các lớp cắt Conan oblique này, Conan check này là vuông góc của hồi hải mã, vuông góc của hồi hải mã. Thì việc đặt các lớp cắt Conan này, thông thường người ta sẽ sử dụng những cái lớp cắt, những cái chuỗi xung mà có tính T2, ví dụ như là Conan T2, Conan flange, vuông góc cho hồi hải mã, là những chuỗi xung mà có rất có giá trị trong chẩn đoán các bệnh lý động kinh do tổn thương của hồi hải mã. Đây một số điểm lưu ý về cách đặt các cái lớp cắt. Thì có một số các trường đặc biệt khác, một số kỹ thuật đặc biệt, ví dụ chụp hốc mắt thì sao? Chụp mắt chúng ta lại là chụp mắt ấy, nói chung đối với các bệnh lý ở sọ não và hàm mặt ấy, thì bao giờ chúng ta nên bắt đầu ngoài cái ba lớp mặt phẳng định vị ra thì cũng nên có một T2 toàn bộ nhu mô não, giống như cái mặt phẳng lúc đầu tiên, đúng không ạ? Sau đó mới đi vào những cái lớp cắt đặc biệt. Thì mặt phẳng ASEAN đối với sọ não là mặt phẳng đầu tiên mà chúng ta tiến hành. Sau đó chúng ta có thể tiến hành cái mặt phẳng khác như là mặt phẳng Conan chẳng hạn, cắt mỏng các lớp cắt 3 mm, có thể T1 và Stier. Thì cách đặt các lớp cắt là sao? Thì chúng ta lấy mặt phẳng ASEAN làm chính, làm chuẩn đấy, thì các lớp cắt đấy phải tiếp tuyến với hai nhãn cầu. Các lớp cắt phải tiếp tuyến với hai nhãn cầu, đúng không? Ở trên sai tan đấy thì nó phải là gì ạ? Vuông góc với đèn kính thị giác, chúng ta nhìn đây kính thị giác này, toàn đi trong hốc mắt, trong hốc mắt. Thì các lớp cắt này vuông góc với đèn kính thị giác. Và trên Conan chúng ta phải đảm bảo các cái lớp cắt để bao phủ toàn bộ cái hốc mắt hai bên. Và trên sai tan một lưu ý nữa để chụp hốc mắt ấy, chúng ta phải lấy hết toàn bộ từ bờ trước nhãn cầu đến hết là gì ạ? Thân não, đúng không? Tức là đảm bảo từ vị trí xuất phát của dây thần kinh đi qua ống thị giác vào trong hốc mắt đến hết nhãn cầu, chúng ta phải lấy hết bao phủ toàn bộ. Đối với mặt phẳng sai tan oblique, tức là những mặt phẳng mà thăm khám từng bên hốc mắt một, thì cách đặt chúng ta như thế nào? Ví dụ tôi lấy ví dụ đây là trường hợp mà mình thăm khám hốc mắt bên phải, hốc mắt bên phải thì là gọi là mặt phẳng sai tan check, thăm khám từ hốc mắt một, thì chúng ta dựa trên mặt phẳng ASEAN là các lớp cắt này song song trên thị giác, thì chúng ta nhìn đến đây thị giác là trong hốc mắt bên phải, bên trái, các lớp cắt này song song trên thị giác. Và tất nhiên là phải đảm bảo bao phủ toàn bộ hốc mắt rồi, mà định thăm khám bên phải thì nó phải bao phủ toàn bộ hốc mắt bên phải, từ bề ngoài của hốc mắt đến tận xoang xoang. Trên Corona cũng thế, trên Corona thì chúng ta là các lớp cắt được đặt trên Corona đấy, chúng ta chỉnh đặt các lớp cắt này sao chúng ta đi qua được cơ thẳng trên và thẳng dưới, chúng ta nhìn thấy các cơ vật nhãn hốc mắt này, thẳng trên, thẳng dưới, cơ thẳng ngoài, thẳng trong, cơ chéo, chúng ta nhìn thấy là các lớp cắt phải đi song song với cơ thẳng trên và thẳng dưới. Ta đi qua thẳng trên và thẳng dưới. Trên sai tan thì là bảo bao phủ toàn bộ hốc mắt thôi, đúng không ạ? Làm sao bao phủ toàn bộ nhãn cầu cũng lấy về phía sau thân não cũng được, chấp được trình bày. Đấy là đối với bên phải. Hốc mắt bên trái là làm tương tự. Hốc mắt bên trái ta làm tương tự với lại gì ạ? Dựa vào mốc là trên thị giác
cơ thẳng trên, cơ thẳng dưới, tương tự thôi. Một lớp cắt nữa là lớp cắt theo mặt phẳng ASEAN, thường ta sử dụng là gì ạ? Thế là mặt phẳng STEER, tức là gì, ở mắt ta biết là có rất nhiều mỡ trong mắt, ta sử dụng mặt phẳng STEER để xem bệnh lý ở mắt, cũng như là một số trường hợp mà có thể tiêm thuốc là mặt phẳng tiêm một phát sát ASEAN cho mắt. Thì cách đặt ASEAN như thế nào? Chúng ta trên mặt phẳng CONAN thì các lớp cắt này phải song song với đầu mũi, nhà bên chúng ta thấy ở giữa có thể bị thị giác hai bên nhỉ, vào trong góc mắt. Toàn bộ tổ chức tăng hiệu D1 thì là tổ chức mỡ ở giữa là các cơ vật nhão. Thì các lớp cắt trên phẳng CONAN á nó phải song song với đầu mũi hai bên thị. Và trên ASEAN thì đương nhiên rồi, phải song song với thị đúng không ạ? Đối với trục xoang thì sao? Trục xoang thì nó đơn giản thôi, chúng ta lấy cái vách ngăn mũi làm cái mặt phẳng chuẩn thì các lớp cắt CONAN sẽ vuông góc với vách ngăn mũi trên ASEAN, đảm bảo lấy hết từ từ trong mũi đến hết bờ sau của trong bướm trên xoay tay. Đó là mình trong khám cái xoang. Mặt phẳng ASEAN tức là đây là những cái mà tôi biết đây là SFOV, tức là FOV nhỏ, là mình lấy cái trường thu nhỏ vừa đủ thôi, chứ mình không lấy cái FOV toàn bộ xoang não đâu. Giảm cái độ phân giải hình ảnh ra, đến đây SFOV là cái mũi nhỏ, chỉ trong cái phần mình cần trong khám thôi. Mặt phẳng ASEAN thì tương tự thôi, đúng không ạ? Chúng ta cũng lấy là cái vách căn mũi đồng chuẩn, chúng ta trên mặt phẳng ASEAN chúng ta dựa trên CONAN là vuông góc của vách căn mũi. Trên Saitan ấy, thì các mặt phẳng này phải song song với khẩu gai tư, song song khẩu gai tư. Chú Yên thì sao? Chú Yên thì một cái mặt phẳng chuẩn chúng ta để lấy để làm mốc đó chính là cái sàn của Chú Yên, đúng không ạ? Sàn Chú Yên. Thế thì các cái việc đặt các lớp cắt CONAN đó thì chúng ta sẽ dựa vào gì ạ? Trên sai ta nó sẽ phải vuông góc với cả cái sàn của Chú Yên, đúng không ạ? Và trên CONAN nó phải đảm bảo bao phủ được toàn bộ cùng Chú Yên đó. Trên ASEAN đó thì để đặt chuẩn ấy, thì nó phải vuông góc được giữa sàn não. Là sai tan thì chúng ta dựa trên ASEAN là gì, nó song song với cả đường giữa của não, song song với thành của Yên, hai thành bên của Yên, đúng không? Thế mình điểm qua các chuỗi xung, sọ não thì cũng giống như là thông thường thôi, các điều loại xung cơ bản thì có chuỗi xung Spinico, đúng không? Spinico bây giờ mình chuẩn bị dùng Spinico là vì cái thời gian nó khá nghỉ lâu và cái độ phân giải ngày không cao, bây giờ mình sẽ dùng chuỗi xung Spinico nhanh. Mà tùy từng thương hiệu máy thì có những fast Spinico, jumbo Spinico v.v. thì cái này bây giờ ít dùng rồi, chủ yếu là Spinico nhanh. Thứ hai nữa là Gradienico. Thứ ba nữa là những cái xúc mà nghịch đảo, flare chẳng hạn, đúng không ạ? Xúc flare có chữ EIR, IR, IR, IR là những chuỗi xúc mà đảo ngược, tức là đối flare chẳng hạn. Đối flare thì mình hay gọi đơn giản là chuỗi xúc, ví dụ như hàng cement người ta gọi là chuỗi dark fluid, tức là dịch não tủy ấy, dịch sinh lý bình thường á, và trở thành màu đen, chỉ những dịch bệnh lý trong màu trắng thôi. Thì là mình dùng flare, flare thì đặc biệt là chỉ có thể nói hình ảnh sọ não rồi, đúng không ạ? Để làm sao là những dịch não tủy thì trong não rất có dính nhiệt và trở thành màu đen, còn tất cả những dịch bệnh lý khác nó sẽ có màu trắng, flare. Thì trên ứng dụng lâm sàng ấy, thì mình hay dùng những cái flare, flare phát sáng, tức là nó ở ngoài việc xóa dịch ra, nó xóa mỡ ở đây, nó làm rõ hơn tổn thương, đặc biệt là tổn thương ở ngoài kia. Mảng não, viêm mảng não thì nó có thể có tí ấy chẳng hạn. Chú chung thứ hai ấy, STEER đối với sọ não ấy, mình hay dùng trong chung tiêu vừa rồi tôi trình bày là chung trong những tình hình có thể là hàm mặt, xoang, vùng mặt, STEER hoặc là hốc mắt, những bộ phận mà có những mỡ nhiều. STEER, chú chung STEER là chú chung T2 phát sát. Nếu chúng ta là những vật chất của vật chất. Chú chung IR là một chú chung khác. Chuỗi IR là chuỗi xung mà tính T1, tuy nhiên nó là nâng cao độ phân giải của chất xám của chất trắng, giúp cho chúng ta đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân có động kinh do lạm dụng chất xám chẳng hạn, chúng ta sẽ dùng chuỗi xung IR để xác định bệnh nhân có lạm dụng chất xám hay không. Các chuỗi xung chụp mạch máu não, em ơi, hoặc là các chụp cộng từ chức năng, tất cả tiêu máu, cộng từ phổi, sau đây chúng tôi sẽ phụ trách với chậu lần lượt. Sơ qua một chuỗi xung mà Spinico thì chúng ta ba chuỗi xung cơ bản.